Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2022. Vùng đồi núi thấp. Đêm về sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao đêm về sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai đêm về sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa đêm về sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà đêm về sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2022. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ.